chúng ta có nên uống thuốc bổ canxi hay không? Đây là câu hỏi của nhiều người hỏi dược sĩ Hiếu. Trên thị trường thì có rất nhiều cái sản phẩm canxi cộng với vitamin D. Thì họ quảng cáo đây là cách tốt để mà bảo vệ xương, làm cho xương khỏe chắc hơn. Tuy nhiên những nghiên cứu gần đây cho thấy rằng uống thuốc bổ canxi có thể không bổ xương mà còn có thể tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch sỏi thận nếu mà chúng ta uống không đúng cách hoặc là chúng ta uống quá nhiều. Hôm nay dược sĩ Hiếu sẽ nói kỹ hơn cho các bạn về canxi và cách các bạn nên uống như thế nào để chúng ta không gây tác hại cho cơ thể của chúng ta. Thì canxi nó là một chất cực kỳ quan trọng cho cơ thể của chúng ta. Chúng ta sống, vận động, tồn tại là nhờ vào canxi. Trong cơ thể của chúng ta thì cái lượng canxi trong máu nó luôn được giữ vận ở mức ổn định và phần lớn thì 99% canxi của chúng ta nó được dự trữ ở trong xương. Ở một người khỏe mạnh thì cái lượng canxi hấp thụ qua đường ruột bằng cái lượng canxi mà chúng ta thải ra hàng ngày. Vì vậy chúng ta không có vấn đề gì về canxi nếu như mà chúng ta ăn uống đủ chất canxi trong cái thực phẩm thức ăn hàng ngày của chúng ta những cái nghiên cứu khác cho thấy thì cái canxi cực kỳ quan trọng cho sức khỏe của chúng ta đặc biệt là xương và răng và nhất là trong cái quá trình mà phát triển và bảo vệ xương do canxi nó liên quan trực tiếp đến việc là tái tạo xương ngoài ra thì canxi nó còn có tác dụng khác rất quan trọng như là truyền dẫn tín hiệu thần kinh giúp điều tiết cái hóc môn giúp cơ bắp và mạch máu của chúng ta nó co thắt và hỗ trợ đông máu vì vậy canxi nó rất quan trọng và cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Vậy thì chúng ta cần bao nhiêu cái lượng canxi là đủ cho cơ thể của chúng ta hoạt động hàng ngày? Năm 2011, Viện Sức khỏe Hoa Kỳ đưa ra cái hướng dẫn lượng canxi cần thiết của mỗi người chúng ta từ lúc bé cho đến lớn. Nếu từ 1 đến 3 tuổi thì cái hàm lượng canxi cần thiết là từ 700 mg trên ngày đối với cả nam và nữ còn số này nó tăng dần 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 cho đến tuổi dậy thì thì cái giai đoạn ở tuổi dậy thì thì chúng ta cần 1.300 mg cho cả nam và nữ sau khi mà cái tuổi dậy thì xong thì cái lượng canxi trung bình mỗi ngày là khoảng 1.000 mg và cho đến khi mình tới khi mà người phụ nữ mãn kinh thì cái nhu cầu nó tăng lên thì trên khoảng 50 thì khoảng 1.200 mg trên ngày sau đó thì tới năm 71 tuổi thì cả nam lẫn nữ chúng ta đều cần khoảng 1.200mg mỗi ngày. Như vậy lúc bé tới dậy thì thì lúc mà chúng ta đang phát triển thì chúng ta cần hàm lượng canxi cao. Khi mà chúng ta trẻ đến tuổi trung niên thì chúng ta chỉ cần 000 mg thôi Và khi mà chúng ta lớn hơn một chút thì chúng ta tăng lên một xíu Đó là cái xu hướng mà khi mà chúng ta cái nhu cầu canxi của chúng ta mỗi ngày Tùy vào mỗi độ tuổi đó là cái hướng dẫn trên sức khỏe của Hoa Kỳ Nhưng mà thật kế tế thì chúng ta không biết là chúng ta có đủ canxi hay không Và cách tốt nhất là chúng ta nhìn vào cái chế độ ăn của chúng ta Chúng ta ăn những gì hàng ngày nếu như mà chúng ta ăn uống đầy đủ thì chúng ta không cần phải bổ sung canxi. Bao gồm những chất như là đậu nè, hạt nè, rau cải nè, cá nè, sữa chua nè. Thì đây là những thực phẩm thông thường hàng ngày. Ví dụ như là chúng ta ăn sữa chua nè, chúng ta ăn hạt điều nè, hạt mắc ca nè, chúng ta uống sữa mỗi ngày nè, chúng ta ăn cá nè thì những cái thức ăn đó nó có nhiều hàm lượng canxi trong đó. Khi mà chúng ta ăn uống đầy đủ thì chúng ta không cần thiết phải uống canxi bổ sung. Và nếu như mà chúng ta uống canxi bổ sung thì chỉ cần là 500 mg buổi sáng và buổi trưa là mỗi ngày là chúng ta uống 1000 mg là đủ. Thì có rất nhiều người hỏi dược sĩ hiếu là tôi có nên uống canxi hay không? Thì tùy vào mỗi người chúng ta đang ăn những thực phẩm gì hàng ngày cụ thể mà nếu như chúng ta ăn chay trường hay là những người mà ăn chay thường xuyên thì cái có khả năng là chúng ta thiếu canxi nếu như chúng ta ăn nhiều thịt nè nhiều muối thì cơ thể chúng ta nó cũng sẽ thải nhiều canxi và những trường hợp đó thì chúng ta cần bổ sung canxi hàng ngày nếu chúng ta bị loãng xương nè dùng thuốc cortisone, dùng thuốc corticoid lâu dài thì đây là những chất làm cho chúng ta bị loãng xương thì chúng ta cũng cần nên bổ sung canxi hàng ngày nếu như mà chúng ta có vấn đề về rối loạn tiêu hóa như là chúng ta bị viêm đường ruột thì chúng ta phải bổ sung canxi bởi vì phần lớn là chúng ta không thể hấp thụ được vậy nếu như chúng ta cần uống canxi thì chúng ta phải uống như thế nào cho đúng Canxi ở dạng thuốc bổ thì nó được sản xuất ở nhiều loại Tùy vào mỗi loại mà cái chỉ số phần trăm canxi nó khác nhau Ví dụ như là canxi âm carbonate thì nó có 40% canxi thật sự Canxi citrate thì có 21% Canxi âm gluconate có 9% và canxi âm thì nó có 13% canxi thật sự. Vì vậy chúng ta phải biết cái loại canxi đó nó có bao nhiêu phần trăm canxi rồi chúng ta lựa chọn và chúng ta uống chúng ta bổ sung ví dụ như chúng ta uống canxi carbonate chẳng hạn thì trong 1000mg canxi carbonate nó chỉ có 400mg canxi thật sự tuy nhiên thì chúng ta uống nhiều canxi nó sẽ dẫn đến nguy hiểm đến sức khỏe của chúng ta có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu như mà chúng ta uống canxi bừa bãi không qua một cái tư vấn một cái hỗ trợ nào của những người có cái chuyên môn thì nếu như mà cộng với cái chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta giàu canxi nữa thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là chúng ta sẽ bị dư thừa canxi thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là chúng ta sẽ bị sỏi thận nè bởi vì vôi hóa ở động mạch trong tim dẫn đến bệnh lý tim mạch rất là cao thì cũng có những nghiên cứu nếu như mà chúng ta uống canxi nhiều thì rất nguy hiểm với tim mạch nhưng nếu mà chúng ta ăn uống đầy đủ canxi nó lại bảo vệ cái tim mạch của chúng ta vì vậy cách tốt nhất để mà hấp thụ canxi là chúng ta cung cấp canxi qua thức ăn hàng ngày bằng cách là chúng ta cân bằng các chất như là rau cải màu xanh nè trái cây màu sắc nè ăn cá nè ăn trứng nè ăn hạt nè những cái loại đó nó sẽ có hàm lượng canxi cao nó giúp cho cơ thể của chúng ta cân bằng lại cái độ cái hàm lượng canxi cần thiết cho cơ thể của chúng ta Tuy nhiên, nếu như chúng ta không cung cấp đủ cái hàm lượng canxi từ thức ăn thì các bạn hãy liên hệ với dược sĩ hiếu. Dược sĩ hiếu sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn biết là chúng ta nên chọn cái sản phẩm canxi nào và chúng ta uống bao nhiêu là tốt cho cơ thể của chúng ta. Cái liều duy trì mỗi ngày của chúng ta là 500 mg trên một lần và mỗi ngày thì chúng ta uống hai lần, sáng với trưa ha. Vậy thì phụ nữ mang thai thì có nên uống canxi hay không? thì cũng tùy vào cái trường hợp nếu như phụ nữ mang thai ăn uống đầy đủ nè cung cấp mỗi ngày là 1.300 mg canxi từ thức ăn thì chúng ta không cần uống canxi tuy nhiên nếu nhiều người ăn uống cung cấp không đủ hàm lượng canxi nên phải cần uống canxi bổ sung trong lúc mang thai đối với việt nam của chúng ta là một nước đang phát triển thì cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta nó không cân bằng nên việc mà uống canxi hàng ngày là đặc biệt cần thiết vì vậy nếu các cô bác anh chị muốn uống canxi hoặc là muốn tìm cho mình một cái sản phẩm canxi phù hợp thì hãy nhắn vào đường liên minh dưới dược sĩ hiếu sẽ hỗ trợ tư vấn và đồng hành để chúng ta biết cái thành phần canxi nào phù hợp với chúng ta tại vì nếu như chúng ta uống canxi mà không đúng thì nó sẽ gây hại đến sức khỏe của chúng ta qua video ngày hôm nay thì dược sĩ hiếu hy vọng rằng nếu như các cô bác anh chị xem được video này thì chúng ta muốn bổ sung canxi thì chúng ta hãy cân nhắc và chúng ta hãy xem thử là trong cái chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta nó đã cung cấp đủ canxi hay chưa nếu như chúng ta đủ canxi rồi thì không nhất thiết chúng ta phải bổ sung canxi hàng ngày nha còn nếu như mà chúng ta nhắm mà chúng ta ăn uống không đủ mà muốn bổ sung canxi từ những thực phẩm thì hãy liên hệ với dược sĩ hiếu dược sĩ hiếu sẽ tư vấn và đồng hành xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng Dược Sĩ Hiếu. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy nhấn vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.